là vải da nhưng làm từ vỏ tôm. Bạn có tin được không? Đó là phát minh của một thương hiệu phát triển chất liệu sinh học do chị Uyên Trần sáng lập và phát triển. Ý tưởng này đã đưa cô vào danh sách Forbes Under 30, những gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi của Forbes khu vực châu Á. Chúng tôi sử dụng vỏ các loài giáp xác như là vỏ tôm hùm, vỏ cua, mai cua và nấm để tạo nên caitosan, một chất tạo màng sinh học. Sau đó thì chúng tôi trộn caitosan với các chất thân thiện với môi trường, polymer sinh học theo một quy trình liên kết chéo chặt chẽ để sản xuất ra chất liệu bền vững. Chất liệu bền vững của chúng tôi có đặc tính giống như là vải da. Khi trái đất ngày càng cạn kiệt nguồn nguyên liệu thô, việc tận dụng các chất thải để tạo ra chất liệu mới được nhiều người quan tâm. Bã cà phê cũng trở thành một nguyên liệu chính cho những đôi giày tiện dụng, thơm mùi cà phê mà vẫn cá tính, đậm phong cách thời trang của hai chàng trai người Việt tại Phần Lan. Bã cà phê thì có nguyên liệu chống mồ hôi, chống mùi và chống cả vi khuẩn. Chúng tôi cũng làm thêm công nghệ cho giày này nó chống nước, thế nên là chúng tôi mới quyết định làm giày cà phê. Bền vững không chỉ đến từ chất liệu mà còn nằm ở quy trình sản xuất, phân phối. Bởi vậy, khó khăn lớn nhất là các sản phẩm này mất thời gian sản xuất, giá thành thường cao, khó tiếp cận tới thị trường một cách rộng rãi. Tìm được lời giải cho bài toán này cũng là điều được quan tâm. Mình lấy rác thải để mình làm ra nguyên vật liệu thì mình phải clean, phải rửa, phải qua quá trình xử lý. Thế là rất là mất rất là nhiều công đoạn và mất là nhiều sức lực để làm cái đó, thế nên là nó sẽ dính vào giá thành của sản phẩm. Khi mà sản phẩm nguyên vật liệu bền vững được sản xuất đại trà hơn thì cái quá trình quy trình sản xuất nó sẽ trở nên more efficient và cái giá thành nó sẽ rẻ đi. Câu hỏi lớn nhất là làm sao chúng tôi mở rộng quy mô, cung cấp đủ vật liệu cho cả ngành công nghiệp thời trang. Chúng tôi dùng nguồn nguyên liệu dồi dào là rác thực phẩm, dùng thiết bị nhà máy có sẵn cho quy trình sản xuất, nên cũng không tạo ra cả một hệ thống mới để tạo ra nguyên liệu bền vững. Bởi vậy, trong tương lai, rất dễ để phát triển quy mô với thời trang thiết bị lớn hơn, máy móc tốt hơn và thậm chí là chi phí rẻ hơn cho các vật liệu. Những sản phẩm vừa thời trang, vừa thân thiện môi trường sẽ thuyết phục người tiêu dùng thay đổi hành vi bền vững. Những nỗ lực tích cực này sẽ góp phần xây dựng môi trường sống xanh, chất lượng hơn và đáng sống hơn cho con người.